Để có tiền tiêu xài, một nhóm thiếu niên ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã lấy cắp phụ kiện liên kết nối giữa hàng rào hộ lan can giữa quốc lộ 1A và đường sắt. Ngày 30 tháng 10 năm 2014, Công an Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ xử lý nhóm trộm này. Trước đó, ngày 24 tháng 10, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của cung đường sắt Cầu Cấm rằng hàng rào hộ lan can giữa quốc lộ 1A và đường sắt đoạn từ km 297 150 đến km 290 720 bị mắc 102 bộ linh kiện liên kết nối giữa hàng rào. Lập tức, tổ công tác số 3 Công an huyện Nghi Lộc tăng cường công tác tuần tra theo dõi. Đến khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 10, tổ phối hợp với cung đường sắt Cầu Cấm bắt quả tang Ngô Văn Huy, 16 tuổi, và Bùi Văn Lâm, 14 tuổi, cùng ở xã Nghi Yên, đang có hành vi tháo trộm các phụ kiện nêu trên. Mở rộng điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt thêm Hoàng Văn Hùng, 14 tuổi, ở xã Nghi Yên cùng tham gia vụ trộm này. Các đối tượng khai nhận số phụ kiện tháo trộm được đã bán cho Hồ Ngọc Công, 33 tuổi, ở xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tạm trú và thu mua phế liệu ở xóm 4 Nghi Yên. Tại nơi mua phế liệu của Công, cơ quan chức năng thu được 44 bộ phụ kiện nêu trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.